Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Phi Nhung đã mãi mãi ra đi, tất cả giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm. Sự chân chất mộc mạc của một giọng ca tài hoa bạc mệnh dường như đã in đậm vào trái tim của rất nhiều người. Lúc còn sinh thời thì cố ca sĩ Phi Nhung khi đi diễn đều được các con nuôi của cố ca sĩ đi theo, và em Cường là một trong những người con nuôi được ưu ái nhiều nhất. Và mới vừa đây xuất hiện trong một đoạn livestream mới của một trung tâm ca nhạc lớn tại Mỹ thì ba người con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã cho biết rằng là đã có mặt tại Hà Nội để phỏng vấn xin visa theo diện đi du lịch, kịp sang ghi hình một ca khúc để tưởng nhớ mẹ. Tuy nhiên thì visa của ba con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã bị từ chối. Ban đầu thì tụi con nghĩ rằng tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có một phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng. Nói đến đây thôi thì chúng ta không khỏi chạnh lòng, bởi vì lúc còn sinh thời thì cố ca sĩ Phi Nhung luôn ưu ái cho em Cường, cũng giống như là những người con nuôi đang trên bước đường đi theo con đường ca hát. Thật sự mà nói, khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời thì cái chuyện mà đi lưu diễn bên nước ngoài đối với các em đó là một cái chuyện rất là xa vời. Và những cái nghĩa cử cao đẹp mà cố ca sĩ Phi Nhung đã từng làm cho các em cũng giống như là bản thân của em Cường thì mấy ai là hiểu được. Nói á, thì đó có vẻ là đơn giản, nhưng mà khi mà mình đứng ở cái khía cạnh của cố ca sĩ Phi Nhung rồi mình thực hiện các cái thủ tục giấy tờ rồi bút vé máy bay rồi đưa các con của mình qua bên Mỹ đó có thể là đi lưu diễn á, cứ kệ những cái chi phí phát sinh rồi đi đứng rồi ăn uống thế này thế kia đó, thì ai là cái người lo? Và nếu như cố ca sĩ Phi Nhung là cái người mà không thương thật lòng và không lo cho các con nuôi của mình thì đảm bảo với mọi người, người ta sẽ không bao giờ mà người ta làm được những cái sự việc đó. Cũng giống như người ta đang nói rằng là cố ca sĩ Phi Nhung lợi dụng vào 23 đứa con để có thể là kiếm chác trên tiền từ thiện. Và vừa qua khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời thì người ta lại nói rằng là phía bên quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã lợi dụng vào tiền bạc vật chất, cũng giống như là lợi dụng vào cố ca sĩ Phi Nhung để có thể là chiếm đoạt những cái số tiền đó. Và cái số tiền tiền cát xê của em Cường cũng không rõ ràng, minh bạch. Thì theo như mình nghĩ á, cái lúc ban đầu khi mà em Cường ở trong nhà của cố ca sĩ Phi Nhung á, thì lúc đó coi như các bạn nói đúng đi, là phía bên quản lý người ta chèn ép thế này thế nọ, em không dám nói đi. Rồi còn bây giờ khi mà em bước chân ra khỏi nhà của cố ca sĩ Phi Nhung rồi, em có một bầu trời riêng rồi, và em cũng đã có rất là nhiều người chống đỡ cho em rồi. Và mình đã thấy được rất là nhiều người đã lên tiếng để mình nói rằng là sẽ bảo vệ cho em, sẽ lo lắng cho em, rồi sẽ giúp cho em ăn học, trưởng thành thế này thế kia. Thì mình nghĩ rằng là nếu như em là một cái người mà đã hiểu được những cái vấn đề và em đã biết rất là rõ trong cái câu chuyện của mình, thì em có thể là em đứng lên và em nói cái tiếng nói cho chính bản thân của em. Và mình nghĩ rằng là nếu như em nói đúng với sự thật thì tất cả mọi người cũng sẽ ủng hộ và bảo vệ cho em. Chứ không có ai mà chèn ép em được nữa, vì em đã có bầu trời riêng của em rồi. Nhưng mình hiểu được trong câu chuyện này là em Cường chưa có nói bất cứ một cái sự việc nào cả. Và chỉ qua rằng là phía bên fan hâm mộ của em đã thay lời của em mà nói lên tất cả. Nhưng mà các bạn đâu có biết được rằng là khi mà các bạn nói, các bạn cứ nghĩ mình muốn tốt cho Cường, mình lo cho Cường, mình muốn cái điều gì đó thật là tốt đẹp rồi giúp cho Cường thăng tiến trên con đường nghệ thuật thế này thế kia, nhưng các bạn không có giúp gì được cả. Các bạn đang làm cho cái sự việc này nó rối ren và làm cho cuộc sống của em Cường đảo lộn hơn. Vì mình đâu có giúp được cái gì, ngày đêm cứ lên nói về những cái sự việc mà nó không đúng với sự thật. Rồi một ngày nào đó, khi mà sự nghiệp của em Cường nó tan tành hoặc là cái cuộc sống của em Cường nó bấp bênh, thì ai là cái người mà đứng lên để mà bảo vệ cho em Cường? Fan hâm mộ có ở hoài ở mãi hay là phút chốc nào đó rồi em Cường cũng sẽ bị mờ đi, cái hình ảnh của em Cường cũng sẽ không còn được nổi trội trên mạng xã hội nữa, thì các bạn nghĩ rằng là các bạn giúp em Cường với cái ý nghĩa như thế nào? Thay vì bây giờ nó đang rất là bình yên rồi,
Từ khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời rồi đến lễ 49 ngày là cái câu chuyện nó đều lắng xuống rồi đó mọi người. Nhưng mà mình không hiểu vì sao bây giờ nó lại ngôi lên và làm cho cái câu chuyện này nó rùm xà bèo lên. Mà trong khi đó em Cường đâu có nói cái gì đâu. Tự nhiên bây giờ em phải chịu những cái áp lực của dư luận. Rồi em phải là cái người mà phải chịu hết những cái điều mà khán giả, những cái người mà yêu mến em lên tiếng để mà nói cho em. Các bạn đâu có phải là Cường. Và các bạn cũng đâu có phải là cái người mà đứng lên để mà dành cái tiếng nói chung. Chứ trừ khi em Cường đứng lên nói cái tiếng nói của em thì tất cả mọi người mới tin. Còn bây giờ thật sự mà nói á, khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời thì mình biết chắc rằng là em Cường cũng sẽ đang rất là buồn. Cái ánh mắt của em nó vẫn đượm buồn khi mà em đứng lên em hát vào ngày 20 tháng 11 trong trường đại học Hoa Sen á. Thì mình thấy được, không dễ dàng gì mà em quên được. Và tất nhiên cái tình cảm mẹ con giữa em và cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn ở đó, không thể nào mà phai nhòa. Đôi lúc ngày xưa á, khi mà em nghe được những cái tác động ở phía bên ngoài, ví dụ như fan thế này thế kia, người ta nói châm vào một hai câu, lúc đầu em nó sẽ bị sao nhãng với những cái sự việc đó. Và đương nhiên em cũng sẽ suy nghĩ theo một cái chiều hướng được gọi là tiêu cực đó. Rồi em sẽ nghĩ sai cho mẹ nuôi của mình. Nhưng bây giờ có khi rằng là em đã hiểu ra cái sự việc và em cảm thấy thương cho cố ca sĩ Phi Nhung hơn. Bởi vì cô ấy đã làm rất là nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc đời của em, mà không phải fan nào cũng làm được cho em. Và cô ấy đã dạy dỗ cho em, lo lắng cho em từng xíu một. Rồi cuối cùng bây giờ sao? Tự nhiên mọi chuyện nó đảo lộn hết. Người đi cũng không yên ổn nữa, mà người ở lại cũng không thể nào làm được cái gì cả. Cứ nghĩ rằng là mình đang giúp cho Cường, nhưng thật sự bây giờ cứ đưa đẩy như thế này thì em Cường sẽ vào một cái vũng lầy. Ở đây mình nói cái khía cạnh như thế này là mình không bênh vực bất kỳ một ai cả. Em Cường đã đủ tuổi để em Cường có thể là đứng dậy và nói cái tiếng nói của mình rồi. Nếu như đúng sai gì đó em có thể là em lên tiếng. Không ai có thể là trong cái cuộc đời này ai cũng sẽ có cái quyền bình đẳng. Không giống như cái câu chuyện ngày xưa đâu mà cứ chêm bớt thế này thế nọ, rồi người ta có thể làm hết tất cả mọi điều kiện để đì mình xuống. Không có đâu. Nếu như mình có tài thật sự, cho dù ai có chèn ép mình cỡ nào đi chăng nữa, mình vẫn có thể là mình đứng vững trên đôi chân của mình. Và thật sự tình cảm mẹ con người ta đang rất là dạt dào. Các bạn cũng đừng có thêm mắm thêm muối vào trong cái câu chuyện này để làm cho cái sự việc của em Cường nó rối rem thêm. Và lúc xưa khi mà mình nghe được những cái câu chuyện về phía bên quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung nói về em Cường, người ta cũng đã nói rất là rõ là em Cường bây giờ đã như vậy rồi, các bạn hãy để cho em Cường có một cái cơ hội để em ấy có thể là sau này đi hát, đi diễn thế này thế kia. Chứ người ta đâu có tiệc đường sống hay thế này thế nọ của em Cường đâu. Mà tại vì sao khi mà qua cái câu chuyện về phía fan hâm mộ của em Cường nói thì cái sự việc này nó lại dẫn giải theo một cái chiều hướng được gọi là tiêu cực như vậy. Và em Cường cũng đâu có mướn ai lên tiếng để mà nói cho em đâu. Rồi cuối cùng ai được lợi? Những người mà lập ra những cái trang đó được lợi. Còn em Cường là cái người mà chịu thiệt thòi nhất. Và em Cường là cái người mà lún sâu vào cái vũng lầy. Và cố ca sĩ Phi Nhung cũng không bao giờ mà muốn những cái điều đó. Cô ấy là một cái người có cái tâm hướng thiện. Cô ấy muốn những cái điều gì đó tốt đẹp nhất sẽ đến với các con của mình, kể cả em Cường. Cho dù em ngày xưa em có những cái lời nói nó không đúng, hoặc là em có làm cho cố ca sĩ Phi Nhung buồn gì đi chăng nữa, thì đến hiện tại bây giờ mình tin chắc rằng là ở một phương trời xa xôi nào đó, cố ca sĩ Phi Nhung vẫn luôn phù hộ và luôn dõi theo bước chân của em Cường. Và mình tin chắc rằng là em Cường cũng sẽ hiểu được cho cái nỗi lòng của cố ca sĩ Phi Nhung. Và chỉ mong cái câu chuyện này nó sẽ lắng đọng, và đến một lúc nào đó khi mà em Cường đã tĩnh tâm và em Cường có thể là đứng lên và nói cái tiếng nói của chính bản thân mình, thì lúc đó mình mới tin vào sự thật. Còn bây giờ cứ diễn giải cái câu chuyện dân trào cũng chỉ là người dân nước lã người ta nói thôi. Còn phía bên đại diện gia đình của em Cường, cũng chính bản thân của em Cường cũng chưa có bất cứ một cái câu chuyện nào. Thì đảm bảo với mọi người rằng là mình có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào mà mình đứng sau vào trong gia đình của người ta để mà mình phán xét về những cái câu chuyện đó. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt ạ.